Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món ngon mỗi ngày. Quý vị khán giả ơi, trong những ngày rằm hay là ngày mồng 1 âm lịch đó thì Minh Châu nghĩ là chắc chắn quý vị rất thích ăn chay, có đúng không? Mà trong bữa cơm chay gia đình không biết có khi nào quý vị nghĩ là sẽ dùng một món gỏi chay như là một món khai vị chưa ha? Nếu như mà quý vị chưa biết thì Minh Châu tin là ngày hôm nay quý vị sẽ có thể dễ dàng thực hiện thôi, bởi vì Minh Châu đã được gặp gỡ với chị Thanh ở đây và chị Thanh đã hứa là sẽ hướng dẫn cho quý vị một món gỏi chay đó. Đúng rồi đó, thưa quý vị khán giả, trong chương trình Món ngon mỗi ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu một món gỏi chay, đó là món gỏi dưa leo khô cá. Chị Thanh ơi, mình nói là món chay mà sao lại có khô cá? Chị có lộn không? Chị không có lộn đâu, tại vì khô cá ở đây là khô cá chay, không phải khô cá mặn đâu em. Em đã hiểu rồi, vậy mà chị Thanh làm em hết hồn luôn. Mình đã hứa với khán giả là giới thiệu một món chay rồi mà em cứ tưởng đâu là có khô cá mặn chứ. Đây là một món ăn rất là hay. Nếu các bạn thích ăn món chay thì các bạn dùng khô cá chay, còn nếu thích ăn mặn thì chúng ta lại dùng khô cá mặn. Hay quá, như vậy là chỉ cần một công thức thôi, nhưng mà chỉ cần thay là khô cá chay hoặc là khô cá mặn là mình có hai món khác nhau rồi. Đúng rồi em. Quá hay luôn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa chị Thanh ơi, chúng ta cùng vào bếp nha. Đồng ý. Để làm món gỏi dưa leo khô cá này thì các bạn cần chuẩn bị tàu hũ kỳ, dưa leo, varo, ớt sừng, ớt hiểm, rau húng lủi, cà rốt, mè rang, đậu phụng rang, chao, kiệu chua, bột mì, bánh phồng tôm, một số gia vị thông thường, nước tương Lisa và giấm gạo Lisa. Chúng ta chuẩn bị đến cái phần sốt để ướp cái tàu hũ kỳ này. Em dùng khoảng 4 miếng chao. Về phần chao này, các bạn lưu ý để ăn chao được thơm và có vị béo, độ béo thì các bạn nhớ mua chao cũ. Chao cũ là sao, phân biệt được chao cũ và chao mới vậy chị? Chao cũ thì bao giờ phần chao cũng nổi trên nước. Còn em thấy chao mà còn chìm ở dưới thì là chao mới. Bây giờ em đánh cho phần chao này thật mịn ra. Rồi sau khi đánh cho chao mịn, chúng ta ướp vào đây một muỗng canh đường, một muỗng cà phê nhỏ bột ngọt và hai muỗng canh bột mì. Rau húng lủi các bạn thái nhỏ, ớt hiểm các bạn thái mỏng, varo thì các bạn thái mỏng và sau đó chúng ta phi vàng. Phần kiệu chua các bạn để ráo và chúng ta thái làm hai hoặc làm ba em ha. Dạ. Bây giờ tôi bắt đầu bật mí cho các bạn biết cái phần gọi là khô cá chay. Minh Châu dùng một cái cọ em ha. Rồi bắt đầu em phết cái phần chao này lên miếng tàu hũ kim. Lạ ha em ha. Sau khi phết phần chao lên một mặt thì các bạn lại dùng một miếng tàu hũ kia nữa, các bạn gập lại. Vậy là xong rồi đó chị? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phần nước gỏi. Các bạn dùng 3 muỗng giấm Lisa, 2 muỗng tương Lisa. Sau đó các bạn thêm vào 2 muỗng canh đường, 2 muỗng bột ngọt Ajinomoto và 1 muỗng muối. Chúng ta hòa tan phần nước gỏi này. Các bạn cho vào 2 trái ớt hiểm. Như vậy là phần nước gỏi chúng ta đã chuẩn bị xong. Bây giờ đó là công đoạn chúng ta chiên. Các bạn đợi cho dầu nóng vừa. Các bạn nhớ lưu ý cho chúng ta không để dầu nóng quá. Và thả phần tàu hũ kỳ vào. Khi em thấy tàu hũ kỳ có độ vàng mơ như vậy là em phải cắt ra liền. Tại vì nếu em để lâu nữa là sẽ cháy em ha. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tiếp phần baro. Các bạn lấy một ít dầu và phi phần baro này. Trong khi chờ cho phần baro phi vàng thì tôi chuẩn bị phần khô cá. Bây giờ thì chị cắt phần sợi như thế này. Phần dưa leo các bạn lưu ý, các bạn mua về rửa thật sạch và chúng ta để nguyên vỏ, không có lột vỏ. Sau đó các bạn cắt ấn những dạng sóng vừa như thế này và các bạn ướp vào đây đường để cho dưa leo của chúng ta được giòn và nhớ là vắt ráo hoặc là để ráo. Phần cà rốt các bạn cũng chuẩn bị như dưa leo. Phần ớt sừng á, chúng ta thấy sợi nè. Phần rau húng lủi cắt nhỏ các bạn cũng cho vào. Phần kiệu chua, phần baro phi vàng các bạn cho vào. Các bạn rưới vào phần gỏi này khoảng một nửa nước gỏi mà chúng ta chuẩn bị thôi. Em đảo cho phần gia vị này thấm đều và để khoảng 5 phút. Sau đó các bạn để thật ráo.
rồi chúng ta mới làm những cái phần tiếp. Bây giờ tiếp theo em cho phần đậu phụng rang vào ha. Sau đó là mè, cho mè rang và hồ cá. Cuối cùng chúng ta cho phần nước gỏi còn lại em. Em rưới nhẹ vào đây. Bây giờ thì chúng ta trộn đều lên. Em rắc lên đây một ít rau húng lủi á. Và những cái phần ớt thái sợi này. Và một ít baro phi nữa. Xong rồi, rất nhanh, rất đẹp nữa chứ. Nhưng mà còn một cái nữa, con không biết có rất ngon hay không. Chị biết rồi. Để em và cho chị biết cảm tưởng của em đi. Khô cá quả thật là rất là lạ đó chị. Mùi chao nè, với lại mùi đậu hũ kia em không thể nhận ra được luôn á chị. Bởi vì nó đã quyện lại với nhau thành một mùi rất là đặc biệt rồi đó. Đúng rồi. Chị Thanh ơi, em xin được thay mặt khán giả xem truyền hình cảm ơn chị Thanh ngày hôm nay đã đến một món ăn vô cùng ấn tượng luôn đó. Và Minh Châu hy vọng là quý vị khán giả cũng sẽ thành công với món ăn này và có một bữa chay thật là vui vẻ ấm áp với những người thân yêu của mình. Nhưng mà quý vị ơi, đừng quên nhé, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc là số điện thoại 061-882-6188 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto. Bây giờ phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị rồi. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.